gì nhận vừa cha vừa né phim sao trả phim nữa ba phủ sao yếu mà cảm cúm nhận phim cô chính nhận cua này tôi thấy nhóc phim này đẹp xí vừa cha vừa né na tới vừa phim nhất nhất là kiểu ba vậy các bạn thân mến, hôm nay Bàn Tàn sẽ đưa quý vị và các bạn đến với một cái lễ cúng rất là đặc biệt. Và đây là lễ cúng mà người cúng chính trong buổi lễ hôm nay chính là nữ thầy cúng của dân tộc Dao Đỏ ở Hoàng Su Phi, Hà Giang các bạn nhé. Trong cái lễ cúng này thì rất là hiếm cúng cái kiểu như thế này, bởi vì đây là một cái lễ cúng dành cho người ốm rất là nặng. Và quan niệm của thầy cúng là trong cái người ốm hôm nay, đây là một ông chú. Hôm nay quan niệm của thầy cúng là ông chú này đã bị cha của mình ấy, bố của mình ấy, trước đây đã mất từ năm ngoái rồi. Tức là bị bố của mình bắt mất hồn. Bởi vì nói như vậy thì có thể sẽ có một số bạn không hiểu, các bạn cho rằng là mê tín dị đoan này nọ. Nhưng tuy nhiên là chúng ta thấy là duy tâm và duy vật thì chưa phân thắng bại. Chúng ta vẫn phải có những cái quan niệm về tín ngưỡng rồi là thờ cúng vân vân. Cho nên đây là cách giải thích của một thầy cúng rất là giỏi, mà đặc biệt là thầy cúng này là nữ. Thầy cúng cho rằng là chú này đã bị bố của chú bắt mất hồn, đi sang thế giới bên kia. Cho nên bây giờ là chú này ốm rất là nặng. Nom là nếu bạn để tảng đồng gom phải đá vào. Đi xuất miền xuyên thầy ta tỏ miền trắng nó mới mình đã chôm gom ha đào một láo là miền xuyên nha. Và trong cái lễ cúng này thì chị này là thầy cúng chính nhá. Còn lại thì phải có đến khoảng 3 thầy cúng khác nữa hỗ trợ để cúng ở những cái góc khác nhau, được bố trí rất là nhiều góc trong nhà. Và đây là một chú thầy cúng đang cúng phụ cho cái nữ thầy cúng hôm nay. Như vậy tóm tắt lại là hôm nay cái lễ cúng này thì thầy sẽ sử dụng cái khả năng của mình để đi vào cõi âm và đi đổi hồn của ông chú đang ốm, trả lại về cho ông chú và trao đổi một cái người khác, một cái người hình người giả mà các bạn nhìn thấy ở phía dưới bàn thờ đấy, để trả lại cho thế giới bên kia, để cho họ không bắt ông chú này đi nữa. Mời các bạn cùng theo dõi toàn bộ video để hiểu hơn về cái lễ cúng này nhé. Đồ hỏi chi kính tạo thống quấn thống cái cả to xe siêu chăn nhất thống họ cũng chi rồi tá đỏ cần chúng ta bán họ thì họ có bái từng phớt từng cười chạy họ vừa tòng đèn từng xanh đây rửa ấm rán tím rửa mái phiêu thế ra quê dân cha tòng tao là thì quê trả thầy cha đây giả đây giả mai linh tin tao sai mừng quá và cùng chúa thế giả mai tinh phất tòng xe cha tiền quê á chúng tệ chúng thái hình chúng tình mày quê siêu tình quê siêu rồi bài bộ mai giáo bài bộ mai thứ thì tính đỏ tàng sinh khí vẫn tàng cha xong không thể thì đã bỏ chỗ bỏ bụi chua phơi chết sàng á bỏ tháo hạ quế y tài không xê đuổi trong thì chết tiệt vừa trả tài so xí tiệt vừa chồng hay tại nhà khánh phải tài tiếng thế tài qua cùng chua tiết sinh xuất tiết tiết y tài y hoa trong xê tiệt đã tiệt vừa chồng qua trong xê tiệt qua trong tàu diệp phú thì chẳng chúng ta và qua sinh số cha sinh trong xê trưởng mạnh con chỗ này lấy tao sẽ để ra qua vừa trả lại y hoa trong xê hoa nó trong xê tiệt đã qua qua quân mạnh con quân này nấy ó đó con sẽ tiền đấy thì thiết y tài ó cũng tạo hàng phí nhưng cũng tìm thấy tao cái phần cái thiết phần thiết y tài phần thiết cũng coi quỷ chẳng lớn đến quỷ chẳng lớn cổ phía đại cũng chút phía khói cũng tài khá mà chỉnh cái khá mà chỉnh tám tiếng hoa mà tài phía khói thế chậm y tài chấn chỉnh chấn cái á chấn tám con sẽ ó chỉnh cháo sẽ tạo hùng cửa màu và thế sang cùng phần thiết y tài ó đó con sẽ tiền đấy to coi chịu tìm tin hùng vào của quân giả tài con sẽ tiền đấy khó mảnh viết mảnh điều hoài con sẽ hổ mẹ con sẽ bị cáo vào của ó đó con sẽ áo bé việc nào tiếp phải phải tiếp về ta trả ó đó pha tá con sẽ phá qua sinh số cha sinh khí thì phun mẹ con phun mẹ lấy trong cùng quả sinh khí thì trái ngào trái nghe Thế tại là phải cho coi xếp đến con xe tú đến kỳ hỏi phải có kỳ thành phải tú kia nè, tú phải ạ. Đã những phố con phạm quân phải mai, quay trên trên kỳ tại phố con phải quân phải phố, quay trên trên. Nghe liệp tập. Nếu nó mà nhiều lúc ta lại phiêu chứ tôi về. Nhà hoa có xe thì nó qua qua chở phải kỳ hoa. Tập mê điệp phiêu chứ là mà nhiều nè, tới đuôi là quân tàu. Thế tại con xe thì nó qua qua chở phải tú phá biếu con xe thì đã hạ với kỳ tại luôn ngôn. Nó sẽ hai tiệp nhất trong hàng hoa chỉ nhá đã mà tình phải có cả của bạn cái chính là thì phải cũng phải đi tổ mà có thể phải chưa nếu mà phải chứng thế nó sẽ tàn giảm không đi chứ không để mình cũng tạo lên làm nhà kiểu mà giống là nhà ốp ở chỗ hàng nhà đó à ăn bên coi nhà cũng có tiếng mà hàng này cũng ăn liu nhà nó trên này là hào chứ ăn thì liu hàng nhà giờ hỏi nó sẽ chỉ cái cua hào ấy cái ăn hào này ăn hào cái này chi hào nén qua áo đi nghe hỏi nó sẽ chỉ đó qua trời này thế tài nó sẽ chỉ đó qua trời này chi hỏi nó sẽ phải chi hỏi có vấn đề gì thế đó và thế là thế cả bản thế là chỉ hỏi có thể quyết biết rồi cũng phải thế mà thế bao như vậy thế là con xe kỳ qua em cũng đang nghĩ con xe kỳ đã tháo được con xe rất còn chỉ rất á rồi mà con trẻ bỏ rất để còn rất còn bỏ mát rồi con ở đây chín phải không à ta đi à đón đi em nhé gia đình chỉ điều con xe này hai tán đau dọc tây này nhà hàng nó về thì ta phải chuẩn bị những món đồ món đã hải của trung vườn nó sẽ rất biết để các bạn nghe nữa sẽ có hỏi nha cưới nhau hao à này nam này đây là nào cái này tây nó về thì ta phải bởi cả phải đi hoa những cần rất là tây là khác về những cần rất chính hoàn tiền những cần chi phí hoàn tiền có tiền á nhà cầu y sĩ nó sẽ mà tạo gì kia quá phải cũng có cái bố với cả tài chính tiền cửa chính tiền cửa chính tài rồi biết gì tài nào biết hết tài rồi còn tài không phải họ biết đó nhưng nó là các dạng như này như tài mình chẳng hay miền kia tài cổ miền chẳng là chủ trao nông thạch mình chẳng như này phải tiêu dân phải tiêu phải ta biết hàng ngũ họ tiêu cũng phải cho thứ gì cũng phải tha thứ on còn thế còn ta chính ra bây giờ này ta chính phải đi tìm chuẩn bị ăn một bàn nhiều nay yến nhỏ hồi như thế à như thế này nay có cho cái này làm sao không cho màu bây giờ tại vì hoa chưa thanh quá và còn có tai nạn nhà sinh không xây cũng chưa giải trí thế đó có coi thế là giải dầu nhà sinh kêu rồi gia kênh cùng và chính trị tham gia tại đó báo cáo hỏi cùng đấy là báo chính hội cùng hỏi cái với cái nào nào với cái từ chỗ là cái bát chúng ta cùng có sự phải định chủ thế cùng tháo thành thì nhân bài hát quân chúng ta là không tháo thành dòng quân đấy không tháo trong dòng quân Hán trong phụ cái chưa biết trong con là còn tạo còn cùng cảm đấu còn đá còn có thể không phải cái không tinh cá đi hóa về tinh á, tinh cá đi hóa về tinh chối nhân tinh tí chối nhân khu, tinh tinh phải tinh giảm phải tinh chết tinh hóa đi hóa tinh hóa đi hóa cả một số trên tổ cái số một số trên tàu, cái số một số trên thì ao cái hồ thì tài giáo lúa tai dưới lúa tai người, về tàu rất là bàn tay tàu sẽ cái chỗ này chỗ kia chỗ chỗ đầu thì tàu rất chuyển tí rất số đủ thì ban đủ tàu số tàu hồ nhà tinh tí hồ hạt tinh hồ nhà tinh được nhà tinh phải tinh chết tinh hóa cái tinh quay đoàn chơi chơi đạp biết tao với đạp thì biết hồ tây về chân coi chính trị con tháo này chính trị chẳng phần trung tâm tây chỗ coi tây về chân làm nó thắng cứu được coi quý nhất lo cảnh quyết tây con tháo không thể thì tháo coi phải đáp phần tao vàng chưa tất tao phóng thì tao quét phóng thì từng kia tất không thể thì tái xuống phóng thì tao chính trường có tâu bây giờ hai trừ tăng nhất nó ở cổ số số hỏi thì tao chúng ta đây chúng ta đi được cứu ố nó sẽ thì đáp vào kéo hồ thì cả cuộc đời hoàn thế và còn thì thế và nàn nó sẽ sử dụng trà chuyển nhà họ ẩn chính phá mà thằng thằng phải sang giá long thì về sư tài nhất hai nhân dân tỉnh thái dân tỉnh phải giỏi biết rất tài nhất hai người tăng cáo từ từ táo không rồi đang không rồi táo lại trên quay đầu này ăn thiếu gì hắn nóng tính nhiều trước cả khi đó mình táo nhà tiêu tài tiền nhà mình táo tiền đó mà hắn ba đi táo nhà đầu tư kia nhà họ này tiền công phủ nó mang hàng tiền hàng bán tiền bé nó tiền táo nhà họ cho tao họ cho này cái chi phí không rồi táo không rồi hạ tầng bây giờ gì ra Tá tháo này sẽ cái tháo con soi họ bác đủ phân tá bác kia bác con phủ đo con phần tảng chân sai tá thái chân sai phần tảng nhà sai tá sạch tiền có nhà sơ tế một kền có nhà sơ tế một kền đó thế đại cho thế con tôi cha thì bỏ luôn con tái hải rồi trong tay ra thế thế tinh ra khai tinh ra là mình bà phú sinh tân sáu mình bà phú sinh tân gái mình bà phú sinh tân phú kê phú phú sinh tân con trai tôi đại đại sinh con hát đại tôi đại đại ông tinh rồi sinh con ba rồi sinh con ta hai cháu đủ sinh quân, hai đại sinh quân, hai đại sinh quân trước mà chuyện gì được sinh tài phú mà có bảo làm sinh quân, về đảo các tỉnh sinh giá cũng hoa đảo thế thì đã vợ vợ bỏ sang tỉnh sinh quân tí nào sinh quân tí những sinh quân tí đôi tí sinh quân tí cùng tí mà, tí tài tí áp tí tinh tí phu tí phu tí đủ sinh quân về đảo các tỉnh sinh ta bạc này tỉnh sinh đối ta sinh tốt bảo bảo cả chúng ta sinh giá gần sinh được sinh gần sinh cao nên cái giờ chúng ta học một tổ thầy cái làm văn chương học chữ cái này để coi ta mà chữ cái còn tổ hạ tầng xóa bài ta làm xóa cũng chúng ta hạ tầng tiền còn phải có để chúng ta tăng bài con thấy rất nhiều tôi làm bài đây cho bằng vẫn tiền tăng nó không cần phải lo hại dần con kéo con tiền có chẳng hại dần tăng ra lần nào cũng nhiều con đã biết bài mà từng hòa thăm thế phải mà để chúng ta mà đi chỉ kia bài gì cũng cần đó mà không tiền để giải quyết những vấn đề ra đây trên vùng nên con thứ 8 cũng tải cái tay cô dùng áo riêng nên nó có giáo vô thì tao tải đấy chúng ta cũng toàn cái tang lắm mà cứ kiểu độ con nào giáo vô ra cũng có rồi ra hai đoạn cái gì đó giáo vô không cần cái tang tải đấy chứ cả vừa vào cùng chỗ cùng những nào đó không phải trong tay vậy nhưng cứ kiểu áo riêng nhá thế là nó kể thì phải hành xử phải dùng tinh thần là phú ta hưng ta phải tham tài thu tay trên bàn thì cháu bà tới bà đưa ta phải hóa thể trong tâm trí cháu ta phải cùng cô cháu cháu mẫu hình hai chữ hát phải tham tài thu tay bà đưa ta phải giới thể cháu mẫu là đúng ta rồi tham tài thu tay bà hát cho bà cháu có thể cho cháu mà cháu hát những từ của nó rất nên ta đèn nó sẽ thì nó là nó là cái này chắc Thank you. Mà về tiên trên nó vô con xã Hải Dầu trong quân chắc sẽ về tinh giá thái dựa ra làm phần tạo của tinh quân sử tạng dựa ra có phần tạo của tinh quân sử tạng nét phần tạo của tinh quân sử tạng vũ khí dựa tinh quân sử tạng dựa ra làm xe về tạng tinh quân hát ra về tạng dựa ra tinh quân sử tạng dựa ra tinh quân giáo vũ tinh quân tham gia tinh quân thái đại tinh quân sử tạng tinh quân tinh quân dựa ra tạng tinh quân hiệu tinh quân tinh quân mà nó có thể cả những con này thì phải là cái hồ sơ để ôi cha biển từ kia nào có thể là bà hiền lê đồng sơ chứ cha biển mai gần ha chứ gần theo xuôi đó ta dân hết biển gì dân ta dân về nhất đồng cha chiêu phà nhãn phà mình cá tòng tao tao tôi tin tà nhang vậy thì nhà đồ bên rồi bên nam nhà xe chiều chiều ra cứ nhà mày thái to thái trắng ơi giờ tin giờ nhà mày thái to thái trắng mày bên sĩ nhân tờ tan thơ mới này rồi sinh tài chiêm chiêu chiêm vui heo thái thì hắn nào cá cá tòng tàu vàng xiêm sầu mướn qua nhà mai tùng lùi nhà nhà tình ta nhớ về nhà sẽ tình ta ôm một lần giàu thiên nắng khói nhân tu đồ già tình ta khá đi nhà sẽ khao nhìn kèm nhà sẽ ở xa nãy tình quê khâu mãi mãi nữa quê nhà tu sẽ nhé sẽ không mẹ hú nhà lầu xuống nhân bờ chân nhân có hồn chân nhé hôn xin lời rồi chân cò mấy cò lục nhanh đi bên nhà xe bên qua phê chớ nhàn xin không phê phê nhàn xin ô phê phàng phê có nhàn hồ xin phê thì nhớ bên ai dân à phê phàng xin kiểu ai dân không phê xin áo liệt chữa kỳ đó nhờ lễ chim hung tàu tăng mà chẳng vừa chia lương dân phơi nào chia này ở sai thứ ta ngài biển chỉ nhân tiểu châu chỉ nhà cha phơi chỉ chờ nhà sen tháo đứng chân châu cha pin này thừa nhà sen bà họ bà hiến thầy lô nhà sen cha pin nhà ở sai dân bàn tay chúng dân chiều ta đầu lơ sĩ phàm nhang nhà sẽ chỉ so to kim vừa tiền sáng tàu này xiên so mướn qua to mai kéo chờ qua thế xin hồ xin kim kia lấy kia nhớ nhìn nhớ nhìn phán nhìn thấy nhìn chuột bay dân nhìn nhìn đứa dân mình tông trắng phá siêu ta đại yêu bình sao tao chịu chịu mưa lớn bạc nhang tao mai sống với nhân dân chỉ nhiều biết mà đêm chỉ nhân chỉ cho hoa cho lúa tơi mẹ trồng mai hơi mai lên thiếu mai tài sẽ coi họ xíu sẽ sờ nắn vừa bình yên yêu màu gió màu nắng bên cửa nhớ mẹ con răng đi bên tú chẳng đi bên tú luôn đứa có ta nhìn trái cành cha sẽ chỉ nữ chỉ không sẽ quan anh quan nói quan điều quan ta chỉ trái cành nó cha biết vẫn hiền chiều tao vẫn hiền chiều mấy đàn coi phú nằm đàn bên cha chiều ở chùa có nhìn chỉ chiều chỉ nhắn lỗ đàn mà nhắn lỗ đàn công viên sao cha bị lỗ cùng khán hạt kiến ngựa khói khói khăn khó lỡ khó đại khó khó anh khó đâm vùng xanh xuân kia khói ta má và khu nhiên nhớ mơ nhắn hầu tiền kéo ba nhớ lấy mới nổ kia mà điêu này ta phải quấy ta phải quấy cùng khá nhân chính đất đều tạo những sĩ cho đồ ngàn mà chịu khó văn khó đều khó đại khó khó chính khó răng dạy dùng kia khó tao mà chịu chả ý ở lộ tăng lên tăng ba chỉ tăng khó Siêu này toàn giả của khu nó hiếu tôi hay dọn xa dùng cái lúa phải ba bỏ nhé nhà phụ nhà cháu mày tiền tiền dẫn tới sạch siêu phụ lời hiểm không xin tay hiểm giờ khá mà cái chi nhân vừa cha má ta phá coi mà này quê dân đâu ta làm nhục chứ ta liều mẹ qua nó si hồ bên đạo sĩ thấy nhìn thấy đó thấy cả thấy điều thấy tôi cho tệ thế vậy si nhà lù má ta phá nhang mày vừa chỉnh thon mày vừa phá coi mày quê dân lâu cao la mình vần cao la mẹ tay nhìn vô cùng chân mẹ ơi đi tao thơ này thiếu kia vừa ôi càng vừa mẹ ơn ơi nắn kêu bảo bà hít trà chiều bài bên chị nhờ chia đôi chia nó ổn hà nhớ thơ thôi nhớ thơ nhớ tình chúng chúng ta dùng hồ dùng chẳng tháo xài này chẳng chào xài gì á bạn nhìn nói trốn nói chuyện chơi ta nhiều bữa thủ tơ nhớ thương ta má nhà xe xuân tê xuân tê nhà tê nhà tê chiếu tê nhà tê chẳng biết thế còn có tai pin hay con giá chút tai pin con to nhiều trái trái mà phú lô nhân trái nào phản châm hậu trái đẹp mà sản con to mà sản xí thái sản xí lúa con pin trái đầu thu tơ hoa đàn thiệt mình bẻ hậu để chờ những nhà sản chiếu lấy thay dần dần lấy thay dần chiếu lấy thay dần số tiền kí nhất lấy thay dần số tránh hồ mình để thu để số thu ta chỉ cần nhất rồi nhất dành tôn tôn nhiều đồ dùng hoa mông trái chiếu phú nó hồ lại kêu con này thằng lượt siêu cái giáo á kêu mày coi mày nè cho mình cũng tao lượt siêu cái giáo kêu con tao cả coi mày canh cho mình thế mày số nó á lấy nó tới tao mình phun tánh nha nè phun lên giả sử nó ba bữa xin có trẻ siêu phun này ô nó tao được kêu ba người xiêm ba giáo phun mày có bà đêm mưa cho này nha nuôi tẻ thế này chai ngầu thì là ngà mù nghe tiếng có cái tiếng có cái tiếng đi hoài còn tìm cái khó khổ gì khó chả xe đi đâu giờ thế mày giả xe nó toàn để chơi em mà kiếm chơi nó chạy đua tới nhau tới xa tới đi con này xe té không tháo phải tìm chi nha nó ba tán này điểm xin nhà nó còn thêm nó tháo giảm quân nặng phải không lời có đi điểm cháu phải giả xe đây đưa đi à, đi chơi không mà, căng, căng cái cung này, thế này, thế nhân vừa kéo nhân nhân nhân, nhân là mấy nhiệt gì ha, nghe hỏi sao sẽ kiếm, cái gì, cho hà lắm quá, người kia, chuyển rồi, cháu đã xây dựng, xây của cháu, à, mẹ mẹ thì thế, xí mà xí thì cái đứa đời nhất, cái đứa đời nhỏ càng cao, cái đứa đời nhất chơi xin bên sao chả bên tại số dây này sao số dây bên tại họ sẽ đi họ xuôi bên mình số dây mình thế này trai biết gì nhìn quá trai biết nghe trai biết suốt rồi trai đút cái đàn phải đèn số dây chính biết thôi thay dần số dây mình á thế này giả sẽ trai biết giả sẽ thế này giả sẽ siêu phun lời giả trai biết thế nhà hai con xe đạp khó mình bảo mình quật xe các cái chơi rồi nhưng mà lời đi được mấy năm chơi chơi ôn đúng không chạy nữa ta nhờ xin mà là xin phiên sau chả thấy gì thấy đâu thấy chát thế để nhờ lấy nhung xin chiều nhát bạn chơi hưởng mà đâu chậm nhất thì tại chạy kia tại nhất chạy kia tại nhớ sẵn sàng để chơi chả xin chạy kia tại phạm xin phí chả xin sao hả cũng quảng kia tại kia điều hố tại mà gửi chả xin lúc cả làm chả xin không kia tại xin nhớ chia tối hồ giỏi y mình xin quên nhiều người xin 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 siêu cùng lần xin vâng tháo bà tháo con cho bà tháo bà người xin xin cả xin khá gì nè không khá của khá quên khá gì khá chứa khá đủ khá sủng khá khá trẻ khá gì nữa thôi nay bởi nhà xây hiện nay nằm nhà xây phim rồi nhà phim chơi ba phá giá lời hiện chúng sinh nhân viên tái nhà xây tùng rồi nhà xây khi tới nhân rồi nhà xây cũng biết như nhà xây nay tới nhà xây nào mình nghe mà bố cũng biết nhà xây phim rất khó kêu ba nhân trên này nay nay vào nhân phật khó đấy tàu nhà xây xưa cái giáo của mình còn mình sống đâu giải xưa của lời á thì nhà xây mà người biết yêu hố tài xây được cho hà lớn quá xây kia nhà xây quá được xây khi tới nhân tài xây chỗ xây quá được nhà xây tài giả xây, các giấy này được không tài giả xây, chớ xây cứ xây giả xây, chớ, chớ xây tu lô, tài xây thái giang giả xây, chớ xây biết luôn. Mày cầm tàu tái này tàu lần xem đây giáo tàu mình thế này xấu đâu. Thế này cứ tàu cứ chạy cứ tung thế này giả sử này cứ mùng cứ má ơi. Có làm cái gì mà. Vậy thế nó cũng đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Sao bà dân chào tài trước nó tài thế chị nào sùng xóa tài để chị nào hóa tài sùng xóa tài nẻo nghe hỏi tỏ về chị đó vợ vợ chẳng tài chị hỏi tình cảm của chú tài thế chị đó chị đó là chú chị tín chị rằng cái chị hỏi tỏ về chị đó vợ vợ chẳng tài kia chị tế cùng tổ cùng kể cần kia nghe hỏi tỏ về chị đó là các bạn nghe hỏi tỏ về chị đó vợ vợ chẳng tài kia cái cắt tiệp cái này nó được quân đảo không là phá sản biết là phá thế ra đó nó sẽ là không làm cũng hoạt động cũng phải bằng không trình phần ố nó sẽ bị các thứ của nó mà của các trình phần vân thế nó cũng đi cũng nhiều khai trùng sâu như vân thế nó cũng đi anh trên đây cũng em phiên anh nghỉ tại hên thế nó cũng đi nhiều lúc vẫn là ta đi đi làm gì là phần còn phải phải nghề thời cha thế là chúng tôi biết thế để chúng không phải chỉ là cách nghề của chúng nó cũng đi nhiều lúc vẫn là đối đối thế là người cứ đi người ta phát cả cái này cách nghề thời cha giá từ sâu từ nông quy ha tánh người ta về nghe tánh người kia đến nhà cái phạm tánh phải tánh giả tánh người ta tánh thế ngon quyết định nhà lúc vẫn tài thả cá để rú rú với thằng thế sang khi có làm việc thì cần họ phải lắng quần tạo thằng thế sang mà nhà cái phây thì cứ trở về là cũng thì nhà cái phây trên người trên khí tính người kia học được cái chuyện của tài nhà của tài này dân nào phải giờ hoàn toàn thể thì sẽ tiêu hụt dân hai chuồng chả có mua tảng cái quần nó đã thả chuồng về con không đâu siêu chuồng nhà con sạch này tao á thả chuồng này trao mày nè đây chưa khó nhà nó xếp chuồng nhà đang trao xuống nè cái này để hàng hàng sang ô hàng sang phên tiếp tục kia mà chúng ta chỉ ăn thì chúng ta bán còn ô cho kinh phí về kinh phí chỗ mà kinh phí tao làm thì nó còn xây trong hàng cái tao má tôm mạc đâu à hả tôm mạc đâu má cái gì tao vợ nghe có gì con voi một bên đâu này rồi trà trái cái có thói cà phê tôm mạc đâu kia hoa con thể sửa ra này kia kia phải kia mà vài trả tài kia hoài nó sẽ tiền tao vừa chẳng thế nó sẽ tiền đấy phải dùng tài tiền phải tao phải vô hạ tầng sáng ngày vừa bán hàng kỹ vừa quả sản tiền vừa bán hàng vừa bán sai tiền nhân sai chẳng sai đó sẽ cho để chúng ta xuống sai tiền phải không thể tiền đã qua tháng vừa vừa phải cái gì cái khác nó phải bán hàng nhà nhau hương tinh trái đi hóa về sườn tinh trái đi hóa về khí cưới của họ trên vàng bạc khí vàng bạc trên trái khí cưới trái nào cũng cười nhân cả khí giá khí cưới trái đây khí mày to phan san chi cái trái đó nhưng thống sửa vào trên vùng bán trái chú vậy rằng á bảo vũ đó bán phải sao phải chú về đây này cái đó bán tàu bên cứ để tụi cùng chỉ tay đây rồi kia vào về vào cái trình phần ta ăn tả hóa cũng làm sao à cái sẽ đằng đằng tả hóa bán chặt nhặt hình tài cứ để chỉ tay đây không kia vào đủ vào cái trình phần ta ăn tả hóa cũng ra nhàn tại đây chậm chậm bao hóa ba trang chậm tài cứ để chỉ cùng chỉ tay đây mà không kia vào đủ vào cái trình phần ta ăn tả này chậm hóa cứ để có gì đó hóa cứ ra điều gì điều vào đủ vào cái vâng tiếp nó rồi con trao này con cho cùng kia trao này theo đó con trao này cái chỗ bên đây nhà chị hai cứ bỏ tao hỏng thế lẩu nhà chị chiều kia trao này cũng sẽ mai phần còn bởi chỗ cũng vẫn nhà chị cho ngoài xíu việc nhà chị đủ không thể còn phải trao này ta sẽ thả gian trước sẽ tháo đi nữa thì ngờ cháu xin nhá thả ra tháo dao mình sẽ cà mê ta cùng bò cha nhìn ý siêu trên nhà con trên tớ trên tớ hội lấy cao hồ con chiều pha hồ chứa mơ hồ rồi kìa lén mơ lên lấy cao thiên hồ nghe đi hồ tài liền sẽ bỏ tôi ná phật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn vừa đến vào tôi ban giám hộ cụ vàng này trước ra đây các bác sĩ trên trước là có để cho ra nhập từ các hàng hóa ra đây các sản phẩm nhập có gì trên chưa nên là các sản phẩm của bạn đã ra đây để các sản phẩm chúng ta thực hiện cùng bạn sẽ có những điều chó sẽ to và to bù cả hai đứa sinh tháng hai đứa quý ô là sẽ phải sản phẩm những điều to để tôi phô dẫn sẽ tôi với cháu và đồ bỏ xã hà chùa sinh quân ta xe sinh tài hí xe hoa mới hí cam vui cả tam tài chính giờ sinh cùng chỉ than về hổ cha cháu cũng giờ sinh cháu quý giờ sinh cháu cũng sẽ áp giờ sinh cùng chỉ than về hả sinh cùng tài chính và bỏ đồ bỏ xã hà sinh quân bố ta xe sinh tài hí xe sinh cam vui hí á tài con xe cùng ta con chim báo con xe gửi thiệp cùng a bảng nam phải có một hốt từng chồng với rằng ai cũng một hốt từng chồng một hốt cha cháu quý cháu hốt cháu hốt cháu áp áp con xe sinh các tài hốt cùng a bảng nam hốt thì ha, mà bà con thì họ ăn, mà bố, ta sẽ để lại, ta chỉ để ai thúng, ta chỉ còn chút chút thì có cũng để lại họ chút lại còn dân chủ cũng ăn bố, bà con thì họ ăn được từng phần, ta sẽ để ai thúng, còn được họ ăn từng phần, ta sẽ ai thúng, biết không? Không tha mà. Vâng và còn một quả hai hạt của chúng tôi bố ta sẽ này trông sơ sơ na khi có tài bản là số bản là chúng tôi bố phải tối mà chẳng phá chưa còn chưa sơ tình ơi quả nào có món ăn này đến chính rô cùng xin ta ta vì thế tôi khi giờ chưa phá nhớ tin bản bản rô quả này bản rô phải tay ô chính ra bản rô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tôi được vào cái họ phải chết thì tôi có chương trình ghét có ở đi về là tìm phát phát đây của của bên cửa hàng bạc cửa tiệm ta ta cửa kỹ cũng còn hàng áo hó nhà kỹ cũng hoa con tê cảnh cũng còn tôi vẫn vườn nhà kỹ cà phút để trả khác thì vườn tại kỳ hoa con tê phạm thì vườn điều hoa con tê chỉ đã vợ và thêm đàn hoa có ngày này luôn nhà kỹ con tê cũng là chỉ thôi ta này về chị nhân là sẽ giờ bà nhận đồ tôi và sang bạn để tôi tráng quả và chương trình tráng hoa thứ phá và sẽ bị tráng ô chúng tôi vào giải tài chúng tôi vào khó khăn ta trang nhà xin ta này nhà đọc đi tàu hàng cha cháu siêu này xin cháu siêu có nhà sân thế thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. ba phụ ba hồng ca chiều nhân tình rằng ba kiện chia chân bài tháng quân cứ gọi cho quân này cứ cho quân đến cái bài trong quân thế đó quân họ nhớ thôi rồi này đến chỉ nhận vừa cha quần này phim sau trả phim nữa ba phủ bao nhiêu mà được cam cút nhận phim cô chính nhận thua này tụt đời nhau phim này đẹp xí vừa cha quần này na tới vừa phim nhất nhất là kiểu ba vậy này đến chỉ nhận là phú sơ tài chiều mình vừa cho tám sơ tỏ chuyện can cho mình phú sơ tài chiều mình nhau nó phải kiếm vừa cô làm can cho mình thế là cô gì đấy cả nhà tên đồ cơ đó. Nhà chị ba chị cô bia nhỏ cháu vinh ơi, dàn tú phàm nuôi dân dàng. Qua khá nhà chị ba chị cô bia nhà tay nghe cho phơi. Tiếng pháo cửa nón nhiều tội nhiều tú trình xì qua ta về nhân lần qua ta về nhân phan là nón dám tú mềm bàn vui dân giang chọn mềm mềm khách học táo phá tay đúng không? Phan để xuất thang kia qua. Mua cái nha, sợ tới ngàn này, xin kia của mình sao mình tìm được cái ngả in. Vui thấy. Siêu kia mệt quá chưa đi. Kia ba ye ye me nhà nào thì mượn quang chưa đi có mình má tao quay qua nhà kia qua kia cổ kia. Trời cằn tồn ơi được nhìn ăn tôm nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.